Còn xin các bạn, ngày hôm nay là ngày 23 Tết, mình đưa các bạn đi tham quan khu vực chợ hoa truyền thống của thành phố Hà Nội. Bằng không khí của ngày hôm nay rất là đông, còn rất nhiều những du khách đến tham quan và mua sắm cho mình những tác phẩm yêu thích. Còn không khí Tết lơi lơi. Vâng, không khí ở đây rất là đông, vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là khu vực này. Bởi vì khu vực này họ treo rất nhiều những cái sản phẩm màu đỏ. Đó là những câu đối và những vòng quảng cáo ạ. Dạy đi đâu hả? Vâng, những chú mèo, Nhật Bản bằng một gian hàng trưng bày rất nhiều những câu đối và những chữ phúc. Bằng không khí ngày Tết rất là vui. Mọi người đang mua cho mình bậc, họ mua rất nhiều những cành lộc vâng để cắm trên bàn thờ trong những ngày 30. Họ đang chọn cho mình những cành lộc ưng ý nhất. Bằng không khí rất là vui. Bao tiền anh? Bao nhiêu chị? 5,5 ạ? Vâng, một tác phẩm 5,5. Vâng, đủ các loại sắc màu, những cây hoa giả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng rồi, đẹp hết. Vâng, hiện tại bây giờ đường phố rất là đông rồi. Bây giờ là hiện tại là 10:15. Tuyến phố hầu như là không có dấu hiệu mọi người trở về. Vâng, mọi người chen nhau. Thì mới có thể đi được. Đá. Đặc biệt là những cửa hàng mà có những tương đối và có những cái cánh. Chưa, cái tòa này bao tiền? Như thế này thì rất là đông khách. Ở thì cứ chụp thôi. Đẹp quá rồi. Vâng, các bạn có thể hình dung được cái không khí ở thành phố Hà Nội ngày 23 Tết âm lịch rất là đông. Mọi người đang cố chọn cho mình những cái sản phẩm ưng ý trong những ngày đầu xuân này. Vâng, có một cửa hàng giày mình thấy bày bán ở vỉa hè này khá đông. Rất nhiều các bạn trẻ chọn cho mình những đôi giày ưng ý trong khu vực này. Còn rất nhiều những người mua sắm trong khu vực này. Như các bạn thấy, không khí đón xuân 2019, xuân Kỷ Hợi rất là vui. Tết Hà Nội rất vui. Chúc cao lên tí. Bây giờ chú ấy quay. Thảo thì vừa thích chúc xuống. Khổ. Hay thay đổi thực tế đúng không? À, từ nay đến giờ chụp rồi à? Bây giờ chụp liên tiếp thôi. Không biết đâu. Rồi, đẹp đấy. Piêu. Rất là piêu. Rồi. Vâng, bây giờ hiện tại cũng rất là khuya rồi, khoảng độ 11 giờ kém 10 mà mọi người vẫn đang cố chọn lựa mua sắm cho mình những cái sản phẩm mình yêu thích.
Con làm gì có thời gian mà con